chuồng 4 cánh của mình là DJI Mavic Pro. Bắt đầu đang thử nghiệm. Nghe phê không? Nghe tiếng là phê liền. Em lên câu ca, em quay vòng vòng, em chụp hình quay phim một phút để nói clip này vô. Đó, trời ơi ông mẹ, chuồng này thứ dữ nha. Ôi ôi, xa quá. Đó, bắt đầu thử. Em tránh qua bên kia một chút, đừng có chơi vô cây em. Gió đó em. Ừ đó. Qua bên kia càng tốt. Trời ơi, con chuồng này khủng khiếp quá mời. Chớp đèn xanh đèn đỏ nữa kìa. Nó chạy được bao nhiêu lâu? Bao nhiêu phút? 27 phút. Rồi em từ từ hạ xuống, em bấm home thử cái coi. Từ từ hạ xuống thôi rồi bấm home thử coi nó có về chỗ cũ không. Hạ xuống thấp gần bằng đó rồi bấm home coi nó chạy động về không. Ve lui lại một chút đi em. Cái đó thành cỏ rồi. Tiền khê nó có gớt xuống, nó gớt ở ngoài xi măng ngay cái ấy thì nó không sao. Xuống nữa, thấp nữa. Đẹp quá ha. Cưng nữa hả? Ồ, cái này nó quay phim chụp hình đẹp lắm quá coi. Thằng này là 4K mà. Loại này là tối tân lắm, Mỹ nó khoái lắm. Nó bây giờ bấm home thử coi nó về không. Cái nút trên ngón cái home là cái nút này nè. Ừ. Nó chảy gì với không? Về không? Ủa sao nó nói home lại đi về mà. Chắc phải khác rồi. Nó chuồng đáp rồi đó. Đã không? Wow. Wow. Mê chơi quá, chơi con chuồng nè. Ok, đang thử thêm lần nữa nè. Nó bây giờ xây vòng vòng rồi nè. Nãy chưa biết xây chứ giờ biết xây rồi, thấy không? Nó quay bay tới đó. Ngã nghiêng, nó đi tới. Nó ham. Đó. Chuồng của mình đậu trên chiếc xe ven nha. Đó. Mình phải tập từ từ chứ. Nó bây giờ cất cánh bay tiếp. Thấy chưa? Đâu cần phải đi học khóa này khóa kia gì, ra dọc chút xíu là biết bay rồi. Đó. Trời ơi, này gặp bão thôi đó, chứ nó bay mê lắm á. Chắc tôi nghĩ chắc nó chơi tối ngày quá. Ngốc tôi nó khoái vụ này lắm. Đó. Trời 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 trời. Đi đâu vô gần vậy? Chuồng trở lại mày. Trở lại. Come on. Nè, thấy không? Chuồng khôn lắm. Back up, come on, back up. Nó. Trời, cái này đi phạt, đi biển, đi câu cá rồi. Nó bây giờ đó, không đáp trên xe nữa mà đáp đất nè. Thấy chưa? Chưa gớm không? Coi nè. Ấy. Trời, đang thử lửa. Từ từ xuống đây. Rồi đó, mình chơi xong rồi tới con gái. Đó. Nó đang thử đây. Mà cái con chuồng này á ngộ lắm nghe. Mình sẽ cho mọi người ở trong nhà mình chơi hết. Nó con gái mình nó đang thử coi coi nó sao nè. Nhớ nha, đừng có ve chém tía nha. Nó đã quá trời không, nó lên nè, nó. Sướng không? Dòng không? Đã không đó. Nó đi tới. Y chang con chuồng ha. Mà cái loại này đó nghe là trong cái loại mà trực thăng này đó, là chiếc này đó là the best of the best á. là tuyệt vời hơn cả tuyệt vời luôn. Đó. Mới đầu thì khó khăn lắm, nhưng mà bây giờ thì có lẽ là mọi người sẽ từ từ biết bay hết. Hồi trưa vui lắm nha các bạn. Hồi trưa mình xách ra mình bay và thả 6 con gà ra. Mấy con gà nó thấy cái con chuồn chuồn này bay tới bay lui hết sợ. Nó không dám ra mà nó la hét trời đất hết. Em quay lên cao chút xíu, em quay cái solar thử là được không? Gõ bằng cái chiếc của mấy kia không? Với solar này. Đó, bây giờ bà xã mình đang xoay nó để cho nó quay trên nóc nhà của mình ha. Đây, cái nóc nhà của mình là nóc nhà xài điện. Điện sạch này đó là mình đã tốn tiền khoảng 2.500 một năm giờ. Tất nhiên là khoảng 200 một tháng, 200-220 một tháng. Mình gắn cái này thì cũng không tốt nhiều, khoảng 30.000 đô. Nhưng mà tính 30 năm thì mình xây có thể được 50.000 đô. Tại vì 30 năm thì mình tốn có thể khoảng 30.000. Thì cái này đó, cái này 30.000 mà 30 năm thì mình trả tiền điện có thể là khoảng 80.000. Đó, mình để ra tính lợi hại đường dài thì có lợi hơn. Đây, trực thăng lên đây. Coi như bà xã mình bay rất là kinh nghiệm rồi. Đó. Còn mình nữa thì mới bay 1-2 lần thôi. Nhưng mà từ từ rồi mình sẽ chơi. Ô, rồi, cao đứng luôn. Cao giữ em ha. Cao nữa được không em? Cao cỡ này là coi như là quay đồng ruộng, núi non rồi đẹp lắm nè. Bỏng cổ quá. Thật ra sáng quá cũng không có thấy rõ lắm. Nhưng mà mình cố gắng. Đó, mình zoom bự ra đó. Thấy không? Bây giờ cũng thấy nó bự rồi. Rất là cao. Bỏng cổ ra.